Rồi, chào tất cả các bạn nha. Gãy xương rồi. Bị gãy xương rồi, gãy xương rồi, đang bay gãy xương. Rồi, chuẩn bị nha. Ba con luôn. Tám chín con rồi đó. Ôi, lên. Ba con luôn, dưới luôn, dưới luôn, dưới luôn. Gãy xương hết rồi. Dằn quéo hả? À, biết lại chơi đó thôi, nó bị bung bung dây thôi. Rồi chơi tiếp đây, ba lèo vẫn như cũ. Có không? Gơi. Lấy chơi, lấy. Đeo đâu? Nào. Đi sao mày đâu? Đeo không đâu, đâu, ta không à. Cục luôn à. Ôi, gió bắn lên nè. Gió xuống chứ là kéo lại phía trước là khó quá. Nè, toàn là leo cao đâu đấy. Gió bão tới rồi mới thấy cảnh hả? Gió là gió nó quay đâu quá. Gió vừa quay không á, chứ không có gió chưa không quay quay thoải mái đâu. Gãy xương. Chắc mấy em nhỏ làm á. Ân lạnh á. Yeah.
này quá trống. Dạ chạy ghê ra. Dạ ta nhiều chạy. Ơ, ừ, ăn à. Con ghê à? Nhiều khá quá trời. Mới có gió lại à. Quay sao hợp, sao hợp. Đang quay sao hợp à? Cắt ngon á ha. Chứ này nó cắt ngon á. Không, không có lạ đào, nó cắt ngon ha. Đấy, mèo cao, mèo cao. Mèo bao cao. Cắt dưới rồi hả? Bà sao hết rồi? Cả luôn. Bự luôn. Rõ bự luôn, to luôn. Gió yếu. Rớt từ từ hết ráo à. Gió lại á, quay cũng ngon á nha. Hello mọi người, đã chào nha. Gãy rồi, thả gì đó. Này đó. Màu này lên cũng đẹp á chứ. Nào giờ á, chưa có bài diều nào á. Ở đây nào giờ chưa có bài diều nào như như bữa đó. Rồi sửa sườn thả lại nha các bạn. Hồi nãy nó gãy sườn, bây giờ sửa thả lại nha. Trời quá mù quá.
ngon quá. Vô ngon quá. Đảo à, bánh năm nào em lấy ra đảo là còn được câu không đó. Giọng vô nè, bà con dính vô nè, đá dây nè, đá dây nè, đá dây nè, đồng linh cục trời cỡ nào cũng dính tá lại nè nha, giờ mà nó bất đó mất gió một cái là nó muốn quấy xuôi sờ ngầu luôn nè. Đó, 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 đó một cục luôn nè, đó 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 đó, đó. Tiếp tục lại. Có một rồi, chuẩn bị mưa. Để mà nó cặp cái dây lại thôi. Rồi thôi, video quay đến đây kết thúc nha các bạn. Quay gió lại ngon rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nữa nha. Quá một